Go 5 beta kill, go 5 beta kill. Calista mà Calista Blitz mà không qua cướp gần ta. Hạ đời nó đang cũng tốt lắm. Nó chạy chầu rồi. Nhìn cơ vô vé tôi tự chóng mặt luôn á, mà kiểu nó hơi kỳ kỳ sao á, nó vé tôi cũng chóng mặt với nó luôn á. Tôi combo, tôi thấy nó combo quá vậy combo luôn, mà tôi cũng đang tự hỏi là cái đúp của cái đúp vô vé đâu mà sao nó combo gì bò nó cứ đùa sao á làm gì vậy, làm gì vậy. Gần nó ức chế thằng sập trước tôi rồi. Tính ra gần nó đâu có đi lên với thằng sập đâu mà nó ức chế thằng sập trước tôi luôn vậy. Yeah.
anh này chết người luôn á. Chết đúng rồi rồi để nó bắn giò xong đã. Rồi. Chết thì cũng là thằng này còn chưa. Tôi đứng lỗi á, dồn nó kìa, ra đó đủ quá rồi mò. Má rồi mò ngu quá vậy. Mày đá mày giết nghe cô đi. Hai ba chục cây dao không có đam, nhưng bắn bình thường không có đam đâu. Được rồi.
xịn hết, ngồi xịn hết. Đánh chưa không được, đánh chưa không được, với AD chưa không được. Rồi nha, đá đá AD nó không. À phải dùng rồi, bỏ đi, bỏ đi. Anh gì gây được không? Hồi máu này, hồi máu này. Có rét rồi. Đá quả chất vậy. À, nó mất tầm nhìn, nó ngồi bay rồi luôn. Con chết chết rồi. Tôi coi hết giờ đúng không? À, coi hết giờ kiếm rồi coi đây. Đá nó giờ đây. Đá luôn rồi. À, nó có gờ lại đoạn thủy thôi. Ừ. Bóng ra, hiện bóng ra thì 3 giây mới có đúng không? Chứ phải tế chứ nhà. Gỡ rẻ đừng game, lỗ không game.